Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 đến 2025. Kế hoạch nhằm xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023 đến 2025. Theo lộ trình, năm 2023, trên cơ sở hợp phần phương án sắp xếp của các địa phương, tiến hành việc xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích và quy mô dân số dưới 70% quy định. Đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định. Đơn vị hành chính cấp xã diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp phù hợp với thực tiễn, kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn, để giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa có kết luận về tình hình trật tự an toàn giao thông sau cuộc họp thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Để thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn, giảm các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là tai nạn liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện dự án luật đường bộ để trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 6, thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đồng thời tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan, nhất là các quy định về xử phạt vi phạm hành chính nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an duy trì thường xuyên việc tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là chuyên đề về kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và chuyên đề về kiểm soát tải trọng xe, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tất cả các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp của các cá nhân, đơn vị vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Sau cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học, ngoài các khoản thu học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi một ngày, tiền ăn bán trú, nhiều phụ huynh bức xúc khi nhiều trường áp dụng một số khoản thu liên quan đến việc sử dụng các ứng dụng điện tử gồm sổ liên lạc điện tử, phần mềm thu học phí, triển khai dạy học trực tuyến, bổ trợ tiếng Anh. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam, thành phố Hồ Chí Minh triển khai chủ trương đóng học phí không dùng tiền mặt từ năm học 2014 đến 2015. Tuy nhiên, Sở cũng yêu cầu các đơn vị trường học phải đa dạng nhiều hình thức thu học phí, tạo điều kiện cho phụ huynh đóng tiền qua nhiều kênh khác nhau, gồm chuyển khoản ngân hàng, thanh toán trực tiếp, thanh toán qua phần mềm điện tử. Trong quá trình vận hành và sử dụng các phần mềm điện tử đòi hỏi trường học phải thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của phụ huynh. Quan trọng hơn hết, các khoản thu, mức thu phải tuân thủ theo đúng nghị quyết 04/2023/NQHDNJ của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quy định các khoản thu, mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường học, bảo đảm tính công khai, minh bạch, phục vụ nhu cầu chính đáng của người học. Ngày 22 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai thông tin về một trường hợp tử vong do bệnh dại là cháu bé 8 tuổi, dân tộc Dây Rai, Mũ Buôn Chư Cri, xã Chư Rang, huyện Krông Pa. Người nhà của cháu bé cho biết do không biết cháu bị chó cắn lúc nào nên không tiêm vaccine phòng bệnh dại. Khi cháu có triệu chứng sốt, mệt mỏi, gia đình tự mua thuốc cho uống nhưng không giảm. Đến ngày 12 tháng 9, cháu được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Krông Pa với triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi. Tối cùng ngày, cháu có dấu hiệu nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Ngày 15 tháng 9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng hôn mê. Cháu được xét nghiệm, kết quả dương tính với virus dại và đến ngày 20 tháng 9, bệnh nhân tử vong. Như vậy, tính đến ngày 22 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 11 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao nhất khu vực Tây Nguyên. Sáng ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang, trú tỉnh Bắc Giang để điều tra hành vi giết người. Giáp Thị Huyền Trang là nghi phạm bắt cóc bé gái, sinh năm 2021, ở khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để đòi tiền chuộc. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định thi thể một nữ giới ở khu vực hạ lưu sông Đuống, gần cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, có phải là bị can Giáp Thị Huyền Trang hay không? Trước đó, qua truy xét, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể một bé gái tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1961, ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án và xử lý theo quy định pháp luật.